hỏi được đặt đến với trà Tiên Nầu rằng tại sao giá trà của ngoài thị trường chỉ có 100 đến 200 nghìn đồng 1 kg mà của trà Tiên Nầu lại có giá cao như vậy. Và em xin giải đáp mọi thắc mắc với khách hàng rằng trà của bên trà Tiên Nầu là trà sạch hữu cơ. Và vì sao có cái tên gọi như vậy thì mọi người hãy cùng tìm hiểu qua video này nhé. Trà hữu cơ là loại trà được canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu cơ. Quy trình này không sử dụng các chất hóa học như phân hóa học, thuốc trừ sâu hay thuốc trừ cỏ. Lâm dân sử dụng các chất thải tự nhiên, ví dụ như phân ủ để tạo nên chất màu cho đất và dùng các phương pháp tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại. Nông nghiệp hữu cơ làm cho đất màu mỡ và giàu chất đạm, gìn giữ các khoáng chất trong đất nhằm bảo vệ chất lượng cũng như môi trường tự nhiên. Điểm quan trọng nhất là quy trình nông nghiệp này là làm cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Sự khác nhau giữa chè hữu cơ và chè thường. Người trồng chè hữu cơ không sử dụng bất kỳ một loại phân hóa học hay thuốc trừ sâu nào cả. Thay vào đó dựa vào phân ủ và phân hữu cơ nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất vườn chè. Để kiểm soát sâu bệnh, họ dùng các chất chiết xuất từ cây xanh hoặc dùng tay để bắt sâu hoặc cắt tỉa những cành bị sâu hại ăn. Ngược lại, người trồng chè thông thường sử dụng rất nhiều phân hóa học. Họ có thể phun thuốc trừ sâu từ 10 đến 15 lần trên một năm. Nếu lương chè hữu cơ giáp với lương chè trồng thường, thì người trồng chè hữu cơ phải tiến hành các biện pháp để ngăn không cho các chất hóa học dính vào lương chè của họ. Ngoài ra, lương chè hữu cơ phải trải qua quy trình kiểm định và chứng nhận hữu cơ của một tổ chức cấp giấy chứng nhận độc lập. Chè chỉ được chứng nhận là chè hữu cơ sau khi đã trồng theo quy trình hữu cơ ít nhất là 18 tháng. Chè hữu cơ đắt hơn so với chè thường bởi vì chè hữu cơ thì là cần nhiều công lao động hơn, mà chi phí cho trả cho công lao động thì sẽ cao hơn chi phí để mua phân bón hóa học hoặc là thuốc hóa học. Và chè hữu cơ thì là rất dễ bị mắc sâu bệnh hơn và năng suất của nó thì sẽ bị giảm hơn so với chè thông thường 1 đến 2 năm đầu. Tác dụng của chè hữu cơ với sức khỏe. Cả chè hữu cơ và chè thường đều có tác dụng rất tốt với sức khỏe như chúng ta đã biết. Tuy nhiên, chè hữu cơ còn có một số tác dụng do người trồng chè không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Hơn nữa, chè hữu cơ được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế rất chặt chẽ. Ngược lại, chè thông thường có thể lưu trữ nhiều dư lượng thuốc hóa học do người trồng chè thông thường không tuân thủ theo bất kỳ một tiêu chuẩn kỹ thuật nào, sẽ gây lên tác hại cho cơ thể. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về trà sạch hữu cơ. Qua video này, rất mong quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình được một thương hiệu trà sạch và tốt để đảm bảo cho sức khỏe. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.